Đừng bao giờ học IELTS nếu bạn có tư duy này. Mình biết là rất nhiều bạn đăng ký học IELTS hiện nay, nhưng mà có rất nhiều bạn cho dù là đã học rất nhiều trung tâm khác nhau, với nhiều giáo viên khác nhau, với nhiều phương pháp khác nhau và học rất lâu, kết quả thì vẫn dẫn thế là các bạn đi thi vẫn chưa đạt được khoảng mong muốn. Thấy cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là do bản thân các bạn đang dành không đủ thời gian cho nó. Là gì? Ví dụ trên lớp các bạn thường chỉ dành học trên lớp ở trung tâm một tuần các bạn có thể dành tầm khoảng 4 hoặc có thể may mắn là 6 tiếng. Nhưng đấy chỉ là học, nhiều bạn học xong về không luyện tập lại một chút nào, nên là cái thời gian bạn dành vào tiếng Anh nó rất là ít. Do đó là gần như là sau 1 năm, 2 năm cái tiếng Anh của bạn gần như không thay đổi nhiều lắm. Và một số bạn thì do là cái này có thể là do các bạn lười, nhưng mà cũng nhiều bạn có thể do rất muốn nhưng lại không có đủ thời gian cho nó. Thì cái nguyên nhân là bạn đang bị không ưu tiên cho nó, bạn đang bận quá nhiều thứ khác. Ví dụ các bạn cấp 3 bận rất nhiều môn, rất nhiều cái hoạt động khác nhau trên trường. Thế thì nếu mà các bạn vẫn giữ cái mindset, cái tư duy như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ có thể cải thiện cái IELTS hoặc tiếng Anh của mình nói chung. Do đó